Ngày 25 tháng 6 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Phúc, 19 tuổi, để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo hồ sơ, Nguyễn Hoàng Phúc nghiện game, không có nghề nghiệp. Để có tiền chơi game, chiều 21 tháng 6, Phúc đi bộ đến ngã tư huyện Châu Thành với ý định tìm người chạy xe ôm để cướp tài sản. Tại đây, Phúc giả vờ thuê ông Huỳnh Hữu Nghĩa chở mình về nhà. Khi đến khu vực vắng người, Phúc cầm dao thủ sẵn trên người bất ngờ đâm vào sau lưng ông Nghĩa. Cú đâm khiến ông Nghĩa bị thương té ngã xuống đường. Sau đó, Phúc cướp 200.000 đồng cùng xe máy của ông Nghĩa rồi tẩu thoát. Nhờ được tin báo của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối 24 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành đã xác minh làm rõ được Nguyễn Hoàng Phúc chính là thủ phạm. Công an đã bắt giữ khi Phúc đang lẫn trốn trên địa bàn thị trấn Châu Thành. Qua làm việc, Nguyễn Hoàng Phúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản. Riêng xe máy cướp được, Phúc đem bán được 500.000 đồng cho một người chưa rõ lai lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre và dùng toàn bộ số tiền cướp được để chơi game.